Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản số tự động máy dầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được 3.900.000 km rồi. Rất là mới, rất là đẹp luôn, dàn lốp theo xe còn mới và còn rất là dày luôn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 938 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Fortuner 2020 số tự động máy dầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu sản xuất năm 2020 này các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm với quý vị các bạn là chiếc xe cũng đã được chủ xe độ thêm rất là nhiều đồ xịn rồi các bạn ạ, từ màn hình cho đến đề nổ, start top, cảm biến lùi, camera lùi, đầy đủ option rồi các bạn nhé. Và đặc biệt là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Đây là phần đầu của chiếc xe các bạn thấy đây ạ. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon rồi này, và đều rất là mới, chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Phía bên dưới là cụm đèn gầm này, toàn bộ từ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt này đều rất là đẹp luôn, chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, và những cái phần gầm các bạn thấy đây ạ, những cái phần gầm thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi này. Đấy, nhưng cơ bản là chiếc xe này mới lăn bánh có 3.900.000 thôi, cho nên là còn rất đẹp luôn các bạn thấy đây ạ. Toàn bộ từ những phần sắt xi này, đấy, rồi những cái phần giảm xóc này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Cơ bản là xe chạy ít cho nên là nó mới còn mới còn đẹp như này đây. Đây là những cái phần gầm này. Những chiếc xe gầm cao như thế này thì tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem về phần gầm của chiếc xe này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Đây, phần gầm của chiếc xe này. Đấy, phần gầm đều rất là mới luôn, vì xe mới lăn bánh có hơn 3.000.000 km thôi, 3.900.000–4.000.000 km bạn nhé. Lốp sơ cua cũng còn rất là dày, và dàn lốp theo xe đây các bạn này, đấy, còn rất dày luôn bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, dàn lốp còn nguyên theo xe này, và còn rất dày đây, dàn lốp theo xe này, cả dàn luôn, và dày mới như này đây ạ. 2020 này, đét lốp này. Đấy, đét lốp đều 2020 hết này. Đấy, 2020 cả dàn luôn. Sơ cua cũng còn nguyên bản hết luôn bạn nhé. Và nhìn từ đằng sau thì quý vị các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị camera lùi rồi này, cảm biến lùi rồi này, cụm đèn hậu cũng còn nguyên bản này, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Rất là mới, rất là sáng luôn bạn này. Đèn phanh trên cao, đuôi gió này, giá nóc này, bậc cửa này, đầy đủ hết option luôn các bạn ạ. Chiếc xe này cũng đã được độ thêm một số option nữa thì tôi sẽ giới thiệu thêm cho quý vị các bạn nhé. Quay đến đâu tôi sẽ giới thiệu đến đấy này. Phiên bản này là phiên bản diesel cho nên là rất tiết kiệm nhiên liệu nhé. Động cơ là diesel nhưng rất tiết kiệm nhiên liệu này. Chỉ 8,3 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, nếu chạy trong đô thị có 10,8 lít thôi. Còn ngoài đô thị chỉ 6,9 lít các bạn ạ. Rất tiết kiệm nhiên liệu luôn bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất này đều rất là đẹp như này đây, đều rất là mới như này đây. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên lái này, từ keo chỉ là còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này, táp bi rất mới này. Toàn bộ từ táp bi, táp lô đều rất đẹp luôn. Vô lăng, cần số, tay phanh này đều rất là mới này. Đấy, và đồng hồ công tơ mét thì mới lăn bánh có 3.900.000 km này. Đèn nổ start top mà chủ xe lắp thêm này,
màn hình ZTEC Android này. Đấy, toàn bộ đều rất đẹp này. Nội thất ghế da màu nâu, ghế da này là ghế da cao cấp mà nhà sản xuất đã trang bị cho chiếc Toyota Fortuner này các bạn nhá. Ghế da cao cấp này, ghế điện này, và chủ xe cũng đã lót sàn 5D này. Đấy, ốp bậc cửa inox này, chống xước này. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 này, sản xuất và lắp ráp tại Toyota Việt Nam này. Đấy, tem. Camera hành trình, camera lùi đầy đủ hết cả rồi. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, rất là nhiều các option dành cho chiếc xe này các bạn nhé. Phiên bản số tự động, máy dầu, cái option rất là nhiều bạn ạ. Đấy, và đây là cái phần tappy cánh cửa phía sau bên lái này, từ keo chỉ này. Keo chỉ nguyên bản này, tappy cánh cửa còn nguyên bản này. Nội thất đằng sau này thì rất là mới rồi quý vị các bạn ạ. Những chiếc xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi thì gần như là đằng sau này thì ít người ngồi đến, nhất là hàng ghế ngồi thứ ba này lúc nào cũng được gập, cho nên đều rất là mới này. Ghế còn nguyên bản bạn nhá. Lăn bánh có 3.9 vạn thì còn mới nguyên bản là điều đương nhiên rồi quý vị và các bạn nhá. Tôi tiện đây tôi mở cái nắp capo, lát nữa tôi giới thiệu nắp capo này. Chiếc xe này là full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng đấy ạ. Đấy, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn này. Đấy, đang nhắc thay dầu này. Đấy, và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe. Tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Toàn bộ từ ốc cốp sau này nguyên bản hết này. Keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên zin luôn ạ. Đấy, keo chỉ cốp sau là nguyên zin luôn này. Tôi đang quay ngửa máy lên quay cho nên là có thể nó ngược sáng, quý vị các bạn xem không biết có rõ không. Đấy, nhưng mà keo chỉ là còn nguyên bản nhá, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản này. Hàng ghế ngồi thứ ba đằng sau này lúc nào cũng được treo như này đây. Đấy, và đằng sau thì rất là sạch sẽ này, rất là rộng rãi luôn các bạn nhá. Một chiếc xe rất là đẹp đấy ạ. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị các bạn cùng xem. Toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ cánh cửa này, tappy cánh cửa này còn nguyên bản luôn nhá. Và rất đẹp đây. Nội thất này, nhìn từ những cái bậc cửa này vào chúng ta đã thấy được là chủ xe rất là cẩn thận rồi này. Ốp inox rồi này. Đấy, ghế này, hàng ghế này đều rất là mới luôn. Và đây là cái tappy cánh cửa phía trước bên phụ. Đấy, thì từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên zin này, nguyên zin hết này, tappy cánh cửa này đều rất là đẹp này. Toàn bộ từ tappy cho đến táp lô, vô lăng, cần số tay phanh đây à, đều rất là đẹp luôn các bạn nhá. Ghế da còn nguyên bản này, chìa khóa thì đầy đủ luôn. Chìa khóa thì cũng đã được độ lên là start top rồi này. Đấy, đều rất đẹp luôn bạn nhé. Cốp này rất là đẹp luôn. Bậc cửa này. Thưa với quý vị và các bạn, toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái nắp capo này lên để xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Nắp capo thì rất là nặng luôn bạn nhé. Đây, cho quý vị các bạn xem là keo chỉ capo còn nguyên bản này, ốc capo cũng còn nguyên bản này, chưa có một vết tháo nào cả này. Động cơ đây, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ như rồi. Tất cả các con ốc ở trong khoang động cơ này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhá, chưa có tháo ra mà chưa có làm lại bất kỳ một cái gì cả này. Động cơ đều rất là mới này. Đấy, tôi quay rất chi tiết cho quý vị các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe này các bạn nhá. Tất cả trong khoang động cơ này, ốc còn nguyên zin hết này, còn nguyên zin và rất là mới các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn ở cái động cơ này là nguyên bản, không có bị tai nạn, cũng không có bị ngập nước gì cả đâu. Đấy, những cái phần đầu này, phần xương đầu này còn nguyên hết, chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé. Thưa với quý vị các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Fortuner số tự động máy dầu sản xuất năm 2020 này các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 938 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Fortuner 2020 số tự động máy dầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy.
là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.